này cổng cây này bông này thơm quá cả nhà, đẹp nữa. Chào cả nhà. Nay nó như võ ông cồn hồi có gì review vô mấy nhà, cả nhà muốn ăn nha. Này hả? Này có cái gì đấy được đó. Còn trên mặt. Cái heo nữa nè. Ai cho mình miếng tôm khô mình bẻ vô nồi cho. Tôm khô tôm khô cá nhiều. Trời ơi bà. Ai giận hả? Để tôm khô thôi, để sao. Vậy Tư cái này gọi gì vậy Tư? Gọi như củ dừa. Củ hủ dừa. Nấu đi, nấu lên lại cho tao biết nó là chỗ củ hủ dừa. Củ hủ dừa á chị? Củ dừa mà chưa có thịt hả? Để chừng nào cậu mày. Có 3 bước trong này đó bà rồi gửi dùm cái chị này nó nấu hả? Canh cù lao hả chị? Chị nấu canh cù lao. Cù lao hả? Cơm cù lao bên kia ha, này mình nấu nước hồi mình chanh vô á chị. Nước hồi mình chanh vô. Thôi bỏ cái nó trong gì vậy? Bỏ cho nó trong. Nấu mà giết đi đó mà không mà cũng thích cái ốc nha. Mà giết cái bộ này giết bộ cho nó trong. Rồi mình mấy nó đem lại để vô nồi cù lao. Đậm muốn nghe cả nhà. Bữa nay là năm giờ. Hai nhiều hả? Nhiều hả? Bớt lại tục đi. Rồi, rồi có tao la nhóc chưa. Bấm lại. Ê cái này là cái gì? Gà 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 tương nha. Tương nha, gà gà chiên nha. Bên đây là cái này là nấm. Nấu cái hầm để vô thịt á. Rửa sạch chưa? Tôi mời cắt cho em miếng nha Tân. Đây giờ nếu tôi tiếng cái tham nhỏ nhỏ. Thì cái này gỏi củ hủ dừa mình trộn với gà lẩm tan heo với tép hả chị tép? Ờ tép với gà. Gà nữa nha. Gà là quay lấy làm ngay gỏi hả? Làm gỏi gà với trộn củ hủ dừa ăn bậy nè. Cái mấy cái dĩa đó kìa không để miêu lên. Đó. Chỗ bà cóc cái gì nha nhà. Đang xỏ lụi tôm nắng nước à. Đây là ông thợ này hổng ông nướng thịt đây. Tôm này bự bự ngon quá. Quá út. Tôm. Khẽ mà găng này chứ không gì đó. Nó thầu con nó lấy bự bự nè 200.000 ký nha, rẻ ha. Ừ. Bự hơn mà đằng út đó nó út bự hơn nó đều hơn nữa ha, đều ghen à. Ừ. Nhà thức cả luôn là nhóm lửa đằng nướng nữa nha.
Đặt bông lấy ăn lẩu vậy chị, mời vậy. Cái gì? Con trai hả? À, đừng cút ta. Đây là chị Út hả? Đây là chị Út nha, cái nhà. Đây là chú Trà nha. Chú nhà chị Út nha, cái nhà. Đây là. Đây là. Rồi mình để cho luôn nha. Này là món đậu tương mà mình kêu là gà, gà nấu tiệm ha. Tương cũng nguyên con gà thả, thả nấu tương nha. Bây giờ mình gian gì đồ mặn hay không? Hấp dẫn quá nha. Bữa cái đây là phải chuẩn mới được. Còn cái con mực của con nó sống, nó còn vậy lắm. Nói là nhóc bà trời nó có bà 7 gì vậy. Dạ, con vừa hết trời rồi. Dạ, đồng keo. Đồng bà dễ luôn hả chị? Đồng bà dễ. Chưa mà, chút nữa đi. Nói đây là chị Tư đồ gì nói lên trời. Chị Tư thợ nấu miệt vườn nha bà con, cô bác Bình Vĩnh Lâm. Đây về đây là chị Tư thợ nấu. Đây là chị Năm thợ nấu. Tư nấu. Chị Tư chỗ rồi ai gì thợ nấu đó. Bốn người thợ nấu. Thợ nấu miệt vườn. Xã Mỹ Hòa. Bình Minh Vĩnh Long. Bình Minh Vĩnh Lâm. Đây là Thím Năm thợ nấu. Đây là Thím Tư thợ nấu. Để ta kêu chị cho nó trẻ đi. À, bà ấp Mỹ Phước nè. Dân hậu. Đề miêu món đổi của đề chị Tư có trời. Đề nghị mà quay con tép mà coi chừng nó ra con rùa con gì thì chết. Nó ra con tôm. Không. Ta nói cái đó đó. Già mà còn gì. Tao nói gì cho mày cư. Trời không nói mà đưa ra hiểu. Bởi vì mà tao không nói ăn miếng quá trời trời ăn hết trơn vậy. Sốt quá. Anh tế cũng ngồi rồi. Ngồi để đâu ta? Sáng giờ tao không thấy cọng ngò nữa. Coi ra nó không cầm bọc dao. Coi bọc dao nào. Đây nghe chồng con. Đây. Này là món nấu tiệm của nhà. Đó là tôm luộc. Đó là lẩu tôm. Tôi bưng này lắm chứ em họ mời mấy người này ra. Đây tới miếng tôm nữa nha. Ồ, tôm. Đẹp không? Con nó lấy bành bành không? Chào mấy bạn nha. Ồ, ai đồ á. Chắc hả? Dạ. Để ba dĩa đi, để cái dĩa đổ đi. Tôm này, nãy giờ nước cũng chín nha cả nhà. Giờ gấp ra đang bắt mâm mới được. Tôm ngon quá. Dư rồi 11 con rồi. Đấy 11 con, 12 con nữa. Dư rồi. Xuống. Đây đây. Muốn thì chơi dung. Đây, muốn ăn xong cái này. Nó nghe là thấy bưng bưng hồng còn bún ơi. Thấy. Thấy à? Bưng dĩa này để đây đây xào. Ăn đi chứ ăn sạch chứ. Ăn cái này đi rồi hả bác? Có mình xào để đi rồi để dưới không để dưới xào đi thứ bảy. Để dưới đi. Mấy hai cái luôn Tùng ơi.
Đây nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.